mới người lớn, người già uống trước. Đúng rồi, mày già mấy ngu uống trước. 12 giờ rồi mày nó làm thế nào? Tôi kể cho nó kệ. Tôi nói chuyện với cậu này, từng có một người chết. Rồi, biết rồi. Biết con gái phải không? Con gái ba. Trời ơi, sao vậy? Rất nhiều người nói. Tin chắc chắn đó là sự thật đúng không? Nhưng mà người ta có nói tên nhỏ này rồi. Để tôi nhớ lại coi. Nó tên là KLP. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ phim về một cô gái cấp 3 tự sát ở Cầu Móng do chịu quá nhiều áp lực từ gia đình và bạn bè. Cái chết đầy bi thảm của Linh là nỗi ám ảnh của người dân sống quanh khu vực này, đặc biệt là vào ngày giỗ của em 31 tháng 10. Tưởng chừng như một cái cầu bình thường, nơi người dân buôn bán, bạn bè gặp mặt sau giờ học, các đôi tình nhân hẹn hò, thì giờ đây trở thành một cơn ác mộng. Lời nguyền, những tiếng kêu rên rỉ, mái tóc dài lướt tha và một cặp mắt như nuốt trọng người khác, tất cả đều là những bí ẩn trên cây cầu bóng với vong hồn của Lưu Linh. Đi, lên đây nè, tao hướng, chẳng luôn, chẳng luôn. Ê, mấy đứa này, mấy đứa này, đi đâu? Đi về cho tôi. Không mệt, nó đéo chứ lớn rồi. Nói trên cái cầu bình thường mà. Cứ đi về. Giờ này chó đi rồi, đừng có nên ra đây nữa. Đi thôi chú. Đi về. Đi lâu tao biết. Tao đi. Cứ nghe lời tao. Đi về đi, không phải giờ này giờ tụ tập ở đây nữa. Tại sao không có em chị lên cầu vậy? Mày cứ biết cái chuyện này là có. Cũng rất là hơi đi về đi. Hỏi cái gì? Có phải ý của ông là con mặc áo trắng không? Ủa mày không biết gì nó hả? Chú này đi, tao kể cho mày nghe.
Trên đây có gì đâu lo. Em đi ra chỗ khác thôi. Xích ra đi. Xích ra. Rồi xe ra đi. Rồi con đi ra. Ồ, xích ở đâu vậy này? Đúng đấy. Bây giờ tụi mình đi tìm ma đi. Được, hay. Ôi sợ quá, nghĩ sao đi tìm ma. Bình tĩnh. À, vui lắm. Đúng rồi anh Tài. Ma vui lắm không? Nói lỡ rồi, Tài. Thôi, bây giờ mình chia nhóm đi cái gì? Chia làm ba nhóm, tìm mới nhanh. Đầu tiên á, tôi là người dũng cảm nhất trong nhóm. Tôi sẽ hy sinh để đi với Lâm. Ok, còn lại thì Tài Thái sẽ đi chung với nhau, còn Dương sẽ đi một mình. Rồi, Dương để như đi. Ok, okay. Để đi. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Đi. Còn tôi hai người này. Đi. Ok. Rồi, ok. Ok. Đi cái đi, đi cái đi. Rồi, về cái. 1 2 3. Mày đi cục. Cứ giật giật mày chưa đi. Không sợ. Cố tao đây. À! Ba ba, ba đâu, ba đâu. Chuột kìa. Trời ơi, nó sợ chuột mà. Xích vô, bây giờ đi ai. Some relief. I'm trying hard not to.
myself breathe. I'm trying.